Chào mọi người đến với kênh Nắng Gió Tây Nguyên TV của mình nha. Hôm nay buổi tối mình đi làm về rồi, sẵn có ít lá mì đây mình hái được trên 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 vườn về rồi mình làm cái món mì 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 nộm nha. Còn sáng vợ nó mua được ký thịt heo rừng nha mọi người. Đó, da dày chưa? Đấy, ký thịt heo rừng này rồi chắc mình sẽ làm hai món nhé, một món hấp với một món nướng nhé. Mình sẽ đạo diễn cái món lá mì, còn món heo rừng kia thì vợ với mấy thằng nhóc của mình nó phụ đạo diễn nhé. Rồi mời mọi người xem quy trình chế biến cái món lá mì của mình với món heo rừng hấp với món nướng nhé mọi người. Ấy bây giờ là cả nhà mình vào bếp nha mọi người. Bác nhóc chào mọi người cái này. Chào mọi người. Nó dày nhé mọi người. Da nó chắc, con da chắc dài đó này. Nhìn cái da đó, dài này, cái này khả năng là ăn dài, là thịt đỏ lòm nó đẹp không? Dùng dùng anh dùng đang bốc tỏi à? Củ bốc tỏi à? Còn thằng lớn là mình là nó phủ thái xả nha mọi người. Mỗi anh mỗi phải có một cái nhiệm vụ cùng góp sức vào đây mới ăn mới ngon được đúng không? Còn đại ca nhỏ nhóc nhỏ đây không làm gì à? Con làm cổ động viên thôi. À cổ động viên thôi, nó bảo là nó không biết làm gì hết, nó làm cổ động viên mọi người. Thằng này xứng nhất, làm cổ động viên thì ai cũng làm được. Chà, côn thật, chọn cái nhẹ việc nhẹ nhàng nhất thôi. Bóc xong là dùng ăn dùng bóc xong rồi à? Là cái đây bây giờ mình gia vị vô cho món món hấp nha. Đây cái phần thịt mình thái xong rồi này. Bây giờ mình ướp gia vị. Xả. Tỏi, xả. Hai lượng dầu béo, dầu đậu phụ. Một muỗng đường. Mọi thứ một muỗng hết nha. Một. Có đồ bên màu với là thấy cái cây hai thêm nước mắm, nước mắm mà cho nó thơm nó dậy mùi rồi. Này là hết tiêu, không có tiêu này. Trộn vô. Nhỏ cho nó cay. Bỏ ít thôi, bỏ cho mấy nhỏ nó nhóc ăn, chứ không bỏ nhiều cay nó không ăn. Bỏ. Nhìn chén heo rừng hấp hấp dẫn mọi người. Đậu phụ đậu phụ quá. Mùi ngon nhất là cái lá này. Đây là cái lá bốc mật nha mọi người. Vào cho nó thơm. Lá bốc mật này bỏ vào là nó thơm lắm. Người ta bỏ trong vịt quay đúng không? Bỏ trong vịt quay này, cái này bỏ vào trong này hấp thì cực kỳ thơm luôn. Cái này. Đấy, thế là đầy đủ cái gia vị đấy nha mọi người. Thì nếu ít hạt tiêu cho nó hết hạt tiêu rồi. Là xong quá trình ướp món thịt heo rừng cho hấp nhá. Ướp thịt.
nước mình đun để luộc cái lá mì nó đã sôi rồi mọi người. Thì mình bỏ lá mì vào nhé. Đây mọi người, đây là mình luộc này là qua một nước đầu đấy nhá. Mọi người này sôi rồi mọi người, bỏ ra vắt nhé. Thì mình rửa nước đầu nhé mọi người. Lá mì thì mình luộc qua một nước, bây mình rửa lại nước đầu kia mình vắt cho nó ra bớt cái mủ nó. Rồi mình bỏ luộc lại lần hai xong mình vắt lại tiếp nữa. Rồi mình bỏ luộc lại là được. Này thì hơi mất công một xí do là lá mì nó có cái vị đắng á. Nên mình phải bắt cho kỹ cho ăn. Bây giờ mình bỏ vô trong nồi nước chưa sôi mình luộc lại lần hai nhé. Lần hai xong mình mang ra mình vắt nữa là được. Ướp gia vị từ nãy giờ bên thử ăn cái nướng của nó khác với cái vị hấp không? Da dày nhé. Đừng nói tính nữa rồi đây tranh nhau ăn thịt nướng thấy thế không? Nướng là tính lại ngon hơn thịt hấp. Rồi mình bỏ lên khay mình nướng nhá. Nướng cái củi ngoài kia ngoài trời nó mưa quá mọi người. Mưa nên bây giờ không nướng được, mình bỏ trong lò nướng nữa. Này nướng trước, còn cái hấp này thì mình bỏ bếp ga mình hấp. Rồi chờ cái món thịt nướng của mình chuyển cái vắt cái lá mì này nha mọi người. Vắt lá mì xong là tí nữa chụp qua lại nước sôi rồi là mình qua hai lần nước xong mình vắt cái khô nên nó còn được từng này nha mọi người. Bây giờ nhà mình ít người ăn thì mình ăn từng này là đủ rồi. Bây giờ mình bỏ mình xào qua dầu lại nhé. Xào qua dầu cho nó nhìn nó béo với lại như nó ấy nhá. Cho ít dầu vào. Đảo qua dầu. Đổ mà không cần dầu cũng được nhưng mà mình bỏ qua dầu thì nhìn nó đảo lên nó tưởng nó ấy ra nhìn nó ngon hơn. Tôi đang ăn nhiều này là một dĩa đây đây mọi người. Đây mấy cái món là lá mì mình đã đảo qua dầu rồi nhá, nhìn hấp dẫn không. Bây giờ mình bỏ gia vị hành tỏi các gia vị vô rồi mình trộn đều nó là ăn được nhé. Bỏ củ còn đây rau thơm nhé, rau thơm bỏ vào thơm. Mình có rau răm, hành, lá, rau húng. Cay ngon. Mình bỏ thêm đậu phụng vào nhé mọi người. Bỏ đậu phụng vào nó cho nó thơm. Nhìn hấp dẫn không? Đầy đủ gia vị vô cái lần nó nhìn hấp dẫn rồi. Bây giờ mọi người, cái món rau mì nộm của mình xong rồi nhé. Nhìn hấp dẫn không? Còn đây món thịt nướng cũng đã chín rồi nhé. Bây giờ bỏ ra rồi ăn cơm thôi nhé. Cũng đói bụng rồi. Các món vất vả từ chiều tối chiều giờ là đã xong nhé mọi người. Lá mì nộm nhé. Cho đích thân của mình là chế biến nhé. Còn món này là món nướng. Đây món nướng. Nướng lò điện nha mọi người. Nó nướng kia than mà hôm nay mưa quá. Còn đây này là một món nữa là món heo đừng hấp nhé. Rồi mời mọi người
cùng dùng bữa với gia đình nhé. Rồi, ăn đây con. Mời mọi người ăn cơm. Mời mọi người. Mình mời mọi người nhá. Mình dừng dùng thử cái món món này coi mình làm coi ngon không nha mọi người. Món này là món để mình gặp nó nha. Dân dã nhé. Thịt nướng này. Đây, mời mọi người nhé. Quá dầu nó béo. Đậu phụ nó thơm. Ngon. Cái này ngon lắm. Ăn đi con. Mời mọi người em ăn theo khắp nha. Anh thơm quá. Anh đánh giá coi coi làm có ngon không? Đây mình gắp cho. Thấy không? Ăn ngon hơn cả. Ngon không em? Ngon. Ngon lắm mọi người ạ. Một lắm mì. Lắm mì nộm. Chén nước mắm. Ngon không? Ngon, đậm đà hương vị. Lắm mì này là hồi trước hay ăn, bây giờ thì lâu lâu ăn thôi chứ không. Ngon. Nào ăn thử cũng này. Món thịt nướng nhìn hấp dẫn mọi người. Đây là nướng điện nhá. Chứ còn nướng củi thì nó ngon hơn, nhưng mà mưa ngoài mưa nó không nướng được. Mời mọi người nhé. Cho mình thử cái món heo hấp này cho mọi có lá bắp mật nó thơm. Đây, kèm theo miếng lá bắp mật nhá. Đó, nhìn hấp dẫn không? Ăn con. Nướng hổi ngon. Không thấy rồi. Em ăn. Em ăn luôn mồm luôn à. Ngon quá. Món nam mì làm ngon. Cái món này nó cũng giống như mình làm chuối á. Cái bắp chuối á. Dạ. Cái này thì lắm mì này là lắm mì nó không độc nên là mà ăn được lắm mì mà lắm mì có sẵn như là ăn nó độc. Để mọi người. Thử coi lắm mì quấn quấn đấy là coi ăn ngon không? Cho ít dưa này. Cho mình dưa vào. Mình thịt vào. Lá thơm vào. Chấm phát là ngon. Đấy, nhìn ngon không? Wow. Ngon. Cuốn tôm này ngon đấy mọi người. Cuốn cả thịt cả rau cả ấy cũng ngon lắm. Chấm chén mắm này nữa. Quá hấp dẫn luôn. Ăn ngon. Ngon. Tôi chắc mình xin kết thúc video ở đây nha mọi người. Kết thúc bữa cùng gia đình
sum họp cùng nấu ăn, cùng ngồi ăn cơm với nhau một buổi tối nha mọi người. Chào mọi người nhé. Xin chào mọi người. Chào mọi người nha.